Xin kính chào các vị khách quý tham dự chương trình phát sóng của Facebook nhằm ủng hộ phụ nữ và trẻ em miền Trung đang gặp khó khăn do hậu quả của thiên tai và bão lũ. Xin kính chào các vị khán giả đang theo dõi chương trình trên nền tảng Facebook. Tôi là Phương Chi, quản lý chính sách công thị trường Việt Nam tại Facebook, sẽ đồng hành cùng quý vị trong buổi phát sóng tối hôm nay. Như quý vị đã biết, trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7 và đỉnh lũ lịch sử ở một số nơi, các tỉnh miền Trung, Trung Bộ như Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Bình và Hà Tĩnh đã hứng chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản. Ngoài những thiệt hại về vật chất, các cơn bão đã để lại những ảnh hưởng lớn tới nhóm dân số thiệt thòi, bao gồm có phụ nữ và trẻ em gái. Họ không những bị hạn chế về tiếp cận với thực phẩm và nước sạch, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, mà xa hơn nữa, họ có nguy cơ mất đi nguồn thu nhập và tài sản, ngay cả khi bão lũ đã đi qua. Đây là điều đặc biệt đau xót khi thiên tai ập đến đúng trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10. Nhằm khắc phục kịp thời hậu quả của bão lũ và chung tay chia sẻ với phụ nữ và trẻ em vùng bị thiệt hại, tập đoàn Facebook phối hợp với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cùng một số tập đoàn lớn, các nghệ sĩ nổi tiếng, nữ trí thức hôm nay tổ chức chương trình trực tuyến trên nền tảng Facebook nhằm kêu gọi người dân trên toàn quốc chung tay quyên góp ủng hộ, góp phần giúp phụ nữ miền Trung vượt qua khó khăn. Chúng tôi rất hân hạnh khi chương trình hôm nay có sự tham gia của các vị khách quý. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt, đại diện lãnh đạo tập đoàn Facebook cho thị trường Việt Nam. Tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Ông Phan Thanh Hùng, Chánh văn phòng Ban điều hành phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà Trần Nguyên Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải khát Tân Hiệp Phát. Bà Phan Thị Thùy Trâm, Ủy viên Thường vụ Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trí thức Khoa học Công nghệ trẻ Việt Nam. Và ngoài ra còn có hai vị khách mời rất đặc biệt là Diva Mỹ Linh và ca sĩ Mỹ Anh. Xin cảm ơn sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Có lẽ sẽ không có gì thích hợp hơn để mở đầu chương trình là một cái nhìn về tình hình bão lũ tại miền Trung thân yêu. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Để chúng ta có thể hiểu thêm về mục đích và ý nghĩa của chương trình Chung tay vì phụ nữ miền Trung hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ánh Nguyệt, Giám đốc Chính sách Công Thị trường Việt Nam, tập đoàn Facebook, có đôi lời chia sẻ. Kính thưa lãnh đạo Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Nữ Trí thức Việt Nam, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Tập đoàn Yêu One, Diva Mỹ Linh và ca sĩ trẻ Mỹ Anh, cùng toàn thể quý vị đang theo dõi chương trình phát sóng trên Facebook với chủ đề quyên góp ủng hộ phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bởi bão lũ miền Trung. Đại diện cho cộng đồng những người Việt ở Facebook, tôi gửi lời chia sẻ và cảm thông sâu sắc đến những người con của khúc ruột miền Trung. Dù sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới, chúng tôi, những người con Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc và mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để xoa dịu nỗi đau do thiên tai bão lũ gây ra. Về phía tập đoàn thì khi tình hình bão lũ trở nên nghiêm trọng, chúng tôi đã kích hoạt hệ thống báo tin an toàn nhằm thông báo một cách nhanh nhất về sự an toàn của người dân tại các vùng đang phải ứng phó với thiên tai. Đây là một công cụ hữu ích trong bộ dịch vụ ứng phó thảm họa trên nền tảng Facebook. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã và đang rất là tích cực triển khai nhanh chóng, đồng thời nhiều cách thức khác nhau nhằm hỗ trợ đồng bào bị bão lũ. Và cụ thể là Facebook đã phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ kêu gọi ủng hộ tiền cũng như là các nhu yếu phẩm từ các doanh nghiệp để cứu trợ người dân. Chương trình hôm nay nằm trong khuôn khổ chiến dịch Facebook vì Việt Nam nhằm hướng tới phụ nữ và trẻ em gái bị ảnh hưởng bão lũ miền Trung. Hôm nay tôi chỉ muốn nhắn nhủ một điều, mong các chị, các em và các anh vùng lũ chân cứng đá mềm, chúng tôi đang làm hết sức có thể. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ quý báu của quý vị. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn bà Nguyệt. Những hình ảnh gần đây được chia sẻ trên mạng xã hội về một người phụ nữ đã phải dỡ cả mái ngói để tìm người giúp đỡ mình và đứa con 1 tháng tuổi chị đang bồng trên tay đã để lại không ít xót xa cho nhiều người. Thiên tai đã khiến những trách nhiệm
cũng như những khó khăn ngày thường của phụ nữ tăng lên gấp bội. Nhưng đó cũng là dịp để chúng ta thấy rõ bản lĩnh của những con người vốn bị coi là chân yếu tay mềm. Để có thể hiểu hơn về những thách thức riêng biệt của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh thiên tai, chúng ta cũng hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Như chúng ta đã biết là những ngày qua thì bão lũ liên tiếp đã xảy ra ở khu vực miền Trung. Bão số 6 thì vừa mới qua đi, nhưng bão số 7 thì lại đang ập đến. Và cả Việt Nam chúng ta đang dồn hết tâm sức và tình cảm vào khu vực này để trợ giúp cho đồng bào miền Trung. Trong thiên tai và thảm họa thì chúng ta cũng biết rằng là phụ nữ và trẻ em gái luôn luôn là cái đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong các cái đối tượng dễ bị tổn thương. Và điều này thì cũng được quy định trong luật phòng chống thiên tai. Phụ nữ và trẻ em gái thì dễ bị tổn thương cả về sức khỏe, về thể chất, về tinh thần, về an ninh, về an toàn. Những cái thiệt hại dai dẳng, nặng nề thì thường cũng ảnh hưởng trực tiếp tới phụ nữ và trẻ em gái. Chúng ta cũng biết rằng là trong cái cơn lũ vừa qua, những cái cán bộ, chiến sĩ đã bị hy sinh ở Quảng Trị, ở Thừa Thiên Huế. Những cái ảnh hưởng nặng nề chắc chắn sẽ còn lâu dài đối với các bà mẹ, đối với những người vợ và với những em thơ. Với truyền thống nhân hậu, đảm đang, nhân ái của phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua chúng ta thấy nhiều hình ảnh rất đáng trân trọng. Những chị em đã vận động, đã ủng hộ, đã hỗ trợ, đã khuyến khích các cái tập thể cá nhân, đặc biệt là con em mình đi vào vùng lũ để tổ chức các hoạt động cứu trợ, hay là trực tiếp đi vào vùng lũ để có thể bằng những hành động rất là nhỏ thôi, như là nấu ăn, như là chuẩn bị những suất ăn cho các cán bộ chiến sĩ để có đủ sức khỏe sẵn sàng ứng phó trong khi mà cứu trợ. Rồi trực tiếp là vận động các cái tổ chức cá nhân, rồi trực tiếp đưa các cái phần tiền, phần quà đến cho bà con. Đặc biệt chúng tôi cũng đọc được những cái chia sẻ trên mạng xã hội hết sức là giản dị nhưng vô cùng là cảm động. Thay vì tặng hoa thì chuyển thành quà để ủng hộ cho bà con vùng lũ. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với chức năng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi vừa qua đã kết nối với phong trào chữ thập đỏ trong những điểm đỏ quốc tế. Chúng tôi đã tổ chức các cái đoàn đến trực tiếp các cái địa phương bị thiệt hại nặng và trợ giúp thiết thực, hàng, tiền cho bà con. Đặc biệt chúng tôi đã tổ chức đánh giá thiệt hại và nhu cầu để ra lời kêu gọi ứng phó quốc tế cũng như trong nước ra đầu số nhắn tin 1403. Và sắp tới thì sẽ có nhiều hoạt động và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn cho bà con vùng lũ để khắc phục các cái hậu quả của thiên tai. Trong dịp này chúng tôi cũng đề nghị, chúng tôi cũng kêu gọi các cái tổ chức cá nhân mà tham gia các hoạt động thiện nguyện tại cộng đồng mang tính tự phát thì có thể phối hợp với các tổ chức chính thống như là Mặt trận Tổ quốc, như là Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để chúng tôi cùng các cái tổ chức cá nhân có thể điều phối cái nguồn lực và có thể trợ giúp mang tính phát triển và mang tính chuyên nghiệp cao hơn, đặc biệt là để đảm bảo cái tính giải trình và cái nguồn lực được điều phối hiệu quả cho những đối tượng dễ bị tổn thương ở cộng đồng. Nhân dịp này, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Facebook Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, đặc biệt trong dịp ứng phó với đại dịch COVID-19 cũng như ứng phó với mưa lũ miền Trung trong dịp này. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trần Quốc Hùng. Thưa các quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ ban đầu, mục tiêu của chúng tôi khi làm chương trình là kêu gọi toàn dân quyên góp ủng hộ, góp phần giúp phụ nữ miền Trung vượt qua khó khăn. Mọi đóng góp của các quý vị sẽ được chuyển vào quỹ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như một phần đóng góp vào nỗ lực chung vì người dân vùng lũ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái. Vì vậy, khi chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam như các bạn thấy trên màn hình, rất mong các quý vị và các bạn ghi rõ nội dung vì phụ nữ miền Trung 2020, các bạn viết liền hay là viết rời đều được. Chúng tôi rất mong những thông điệp về phụ nữ vùng lũ sẽ được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng. Xin cảm ơn các quý vị và các bạn. Và sau đây, để có được những thông tin cập nhật nhất về những khó khăn của đồng bào miền Trung trong thời điểm hiện tại, chúng tôi xin được kết nối với đại diện của tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Điều hành Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế đã trải qua một cái đợt lũ đặc biệt lớn từ ngày 6
cho đến ngày 17 tháng 10, lượng mưa toàn tỉnh chúng tôi là gần lượng mưa của một năm, có những cái điểm mưa là gần 3.000 mm, mực nước các sông đồng loạt lên trên báo động 3, đặc biệt là lưu vực sông Bồ đã có đạt lũ lịch sử là mực nước 5,24, lớn hơn mực nước 5,99 là 5,18. Các sông khác đều trên báo động 3. Như vậy là cả toàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng lớn, và toàn bộ diện tích của tỉnh là 85% địa bàn của tỉnh là đã bị ngập sâu. Để đối phó với cơn lũ đặc biệt lớn thì ngay từ đầu khi xuất hiện hình thế nguy hiểm thì chúng tôi đã triển khai ngay các cái phương án phòng tránh theo phương châm 4 tại chỗ, đã tổ chức sơ tán di dời cả 3 đợt lũ, từ ngày 16 cho đến ngày 17 tháng 10 là 3 đợt lũ liên tiếp. Thì như vậy là với lượng sơ tán là 17.000 hộ với 54.000 người để lên vị trí an toàn. Toàn bộ cái dân cư đến thời điểm hiện nay thì bị thiệt hại về người là 28 người chết, và hiện nay vẫn còn 13 người mất tích. Lực lượng cứu hộ cứu nạn thì cũng tiếp tục tìm kiếm số 13 người còn mất tích tại khu vực Trần Ba. Với cái đợt lũ này thì là ảnh hưởng diện rộng đối với tỉnh, và lũ kéo dài, quá kéo dài, cho nên toàn bộ là hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh đã bị đình trệ và học sinh là phải nghỉ học dài ngày. Tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra trên chiều dài toàn bộ là trên ảnh hưởng trên 30 km bờ biển sạt lở nặng, trong đó có 10 km bị sạt lở nặng, xâm thực sâu vào trong đất liền 10 đến 15 mét và với chiều dài là 7 km ở 7 điểm: khu vực Phong Hải, Hải Dương, Phú Thuận, Thuận An, Vĩnh Hải, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thanh. Còn hệ thống trần sông là sạt lở nhiều điểm trên chiều dài 30 km, sông Hương, sông Bồ, sông Bồ Lâu sạt lở nặng ở trên chiều dài hơn 30 km. Với cái tình hình nói trên thì lực lượng cứu hộ cứu nạn của tỉnh đã ưu tiên cứu sơ tán di dân và tổ chức cứu trợ lương thực thực phẩm kịp thời cho bà con ở các cái điểm sơ tán, rồi tổ chức đưa dân đưa đi cấp cứu cũng như là đảm bảo sức khỏe cũng như là cứu trợ tại chỗ. Ngoài ra thì trong cái chỉ đạo của cái đợt lũ này sẽ được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ, từ các bộ ngành trung ương, Ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai, Tổng cục phòng chống thiên tai, Tổng cục thủy lợi, cũng như là chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh cũng như các ban ngành của tỉnh đã hệ thống chính trị đã vào cuộc rất quyết liệt. Cho nên là mặc dù là với cái đợt lũ kéo rất là dài, ảnh hưởng rất là lớn, tuy nhiên đến nay so với thiệt hại mà về người ấy, của chúng tôi cũng là cái mức thấp nhất. Cũng nhân đây thì chúng tôi cũng cảm ơn là các cái tổ chức Facebook cũng như là Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, rồi là Hội Phụ Nữ, cũng như là các cái đơn vị khác là cũng đã chung tay cùng với cái hệ thống truyền thông của chúng tôi thực hiện rất nhiều trong cái công tác giảm thiểu thiên tai. Đặc biệt là chúng tôi cũng nói là qua cái hệ thống thông tin thì chúng tôi sử dụng hiện nay ấy, thì ngoài hệ thống truyền hình nhà nước VTV, rồi các đài phát thanh của tỉnh, rồi báo chí truyền thông, rồi Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chúng tôi hiện nay là cơ quan chúng tôi cũng như là sử dụng rất nhiều về cái hệ thống mạng thông tin là mạng xã hội, trong đó có Facebook. Và hiện nay là cơ quan của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai cũng đã sử dụng Facebook, được phép của Ủy ban tỉnh thì đã sử dụng Facebook của Ban Chỉ huy, có giao diện và có cái trang riêng và kết nối về thông tin cho tất cả các huyện, lãnh đạo của tỉnh cũng như các ban ngành, thì rất là tích cực trong cái thông tin đến cộng đồng. Sau cái ảnh hưởng của dịch Covid ấy, thì đến ảnh hưởng thiên tai thì chúng ta bị một cái ảnh hưởng kép của cái gọi là thảm họa, vừa là thiên tai vừa là dịch bệnh, nên là rất là nặng nề. Bên cạnh đó thì cái ngành giáo dục của chúng tôi hiện nay ấy, thì các cháu cũng bị thiệt hại, như vậy là rất nhiều trường học là bị ngập, cho nên hệ thống bàn ghế cũng như sách giáo khoa, sách vở là bị thiệt hại rất lớn. Thì hiện nay thì tỉnh cũng đang chỉ đạo cho ngành giáo dục cũng như báo cáo Bộ Giáo dục và Chính phủ thì cũng quan tâm, cũng như các đề nghị các mạnh thường quân cũng như các nhà tài trợ giúp đỡ cho ngành giáo dục trong khôi phục cho nhà trường, cho các cháu trở lại học bình thường. Thì đây cũng là một cái vấn đề mới đối với trong cái đợt lũ này, tức là ấy. Còn ngoài ra thì trong cái thiên tai vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy là cái rủi ro đối với đối tượng mà dễ bị tổn thương ấy, thì đúng là cũng rơi vào cái người già và phụ nữ, trẻ em. Đây là một vấn đề mà chúng tôi thấy cần phải tập trung hơn nữa
trong cái biện pháp bốn tại chỗ, trong đó cái vấn đề tự quản tại chỗ. Thì trong cái thống kê chúng tôi á, thì ngay khi mà đỉnh cao của lũ lụt á, thì lại không thiệt hại nhiều, nhưng mà khi lũ bắt đầu là có hiện tượng thì là người dân đi lại tự do, không có trang bị phao cứu sinh, rồi di chuyển trong điều kiện không an toàn, cho nên xảy ra là một cái số vụ tai nạn rất đau thương. Trở lại mọi vấn đề là người dân phải ý thức được cái trách nhiệm của mình cũng như là tự bảo vệ mình. Bên cạnh cái sự nỗ lực của chính quyền thì cái mỗi người phải có cái nhận thức đúng và cái hành động là phải đảm bảo an toàn. Và cái biện pháp chúng tôi đưa ra khuyến cáo bao giờ cũng là phòng là chính, chứ chúng ta không để là được đến chân mới nhảy, hoặc là chúng ta coi thường tính mạng chúng ta. Xin cảm ơn ông Phan Thanh Hùng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những mất mát mà người dân miền Trung đang phải gánh chịu. Facebook và các đối tác và người dân đang một lòng hướng về miền Trung và đang làm hết sức có thể để chia sẻ những khó khăn này. Khi nói về phụ nữ miền Trung, có lẽ sẽ là một thiếu sót lớn nếu chúng ta không trực tiếp lắng nghe những chia sẻ của họ. Đó là những người vợ, người mẹ, những nữ doanh nhân, dù phải chịu những tác động trực tiếp của thiên tai, nhưng họ vẫn rất tích cực tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cho cộng đồng trên tinh thần tương thân, tương ái. Là một doanh nhân khởi nghiệp với là nông nghiệp, thì khi bão lũ xảy ra thì hồ sen của chúng tôi bị nhấn chìm hoàn toàn trong nước lũ, và đặc biệt cơ sở sản xuất của chúng tôi khi máy móc đã chuyển lên một cái bàn thì nước lũ cũng cuốn lên trên cái bàn đó, nhấn chìm bàn đó, thì hầu như hoàn toàn máy móc của chúng tôi đã bị nhấn chìm trong nước lũ. Mặc dù bị ảnh hưởng với bão lũ, nhưng mà với tiêu chí lá lành đùm lá rách, chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình bị bệnh tật, hay là chúng tôi đã về những vùng có bị ngập sâu để chia sẻ những khó khăn đó, tặng quà và lắng nghe những khó khăn của họ để có những hướng giúp đỡ lâu dài. Mình là doanh nghiệp hoạt động về nông nghiệp. Sau cái bão lũ như thế này thì hầu hết các cái farm của mình là đều bị hư hỏng. Mình rất là buồn, nhưng mà càng buồn hơn khi mà mình thấy nông dân ở các cái vùng lũ họ đã mất trắng. Hiện nay đang trong mùa bão lũ thì bà con cần những cái nhu yếu phẩm, và ngoài mì tôm ra thì bà con cũng rất cần những cái áo phao hoặc là những cái đèn pin và những cái cục sạc để mà có thể sạc điện thoại, bởi vì có những cái vùng là ngập lụt rất là lâu và điện thì mất từ 5 đến 6 ngày, người ta không có cái phương tiện để mà liên lạc được. Rồi cũng cần những cái bếp để mà có thể di chuyển nấu ăn. Và để dài hơi hơn thì sau cái mùa bão lũ thì bà con rất cần những cái hạt giống, những cái con giống như là gà, vịt để mà tái đàn và phục vụ sản xuất. Cùng với các cấp chính quyền tại Thừa Thiên Huế thì các cái doanh nghiệp ở Huế mặc dù là gặp rất nhiều khó khăn sau hai cái đợt Covid, nhưng mà anh em doanh nghiệp Huế là cũng đã hỗ trợ bà con rất nhiều bằng những cái chuyển hàng, hỗ trợ cho bà con tại các cái vùng ngập lụt. Và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều những cái hỗ trợ của các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp ở khắp nơi trên cả nước cũng như là ở nước ngoài, đưa các cái nhu yếu phẩm về cho bà con. Và đơn vị chúng tôi thì cũng đã tham gia rất là nhiều các cái đoàn hỗ trợ như vậy, và hỗ trợ những cái chuyến xe miễn phí để mà đưa sản phẩm là những cái nhu yếu phẩm về cho bà con, đồng hành cùng với các cái tổ chức. Nhu yếu phẩm, đèn pin, áo phao, bếp mini, cục sạc điện thoại, sách vở cho các em đến trường, và xa hơn nữa là nhu cầu về nhà ở, về hạt giống để tái sản xuất. Đó là những nhu cầu hết sức thiết thực của người dân vùng lũ trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Chúng tôi rất mong có thể nhận được nhiều ủng hộ hơn nữa từ các quý vị và các bạn để chúng ta có thể đáp ứng nhiều hơn những yêu cầu đó, đặc biệt trong bối cảnh các cơn bão mới vẫn không ngừng đe dọa đổ bộ vào Việt Nam. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của hai vị khách mời đặc biệt của chương trình. Thưa Diva Mỹ Linh, được biết chị và Mỹ Anh đã từng song ca ca khúc Cơn Bão do chính chị viết lời, vô cùng xúc động. Chị có thể chia sẻ về bối cảnh của bài hát đó cũng như những suy nghĩ của chị hôm nay khi tham gia chương trình Chung Tay Vì Phụ Nữ Miền Trung hay không? Tôi viết lời bài hát Cơn Bão này trên nền nhạc của nhạc sĩ Hồng Kiên, và bài hát này đã ra mắt ở trong cái album Mỹ Linh Tóc Ngắn Acoustic hồi đó của chúng tôi. Thì khi mà viết bài hát này thì tôi
nghĩ về con của mình và nghĩ về những đứa trẻ khác nó mất mẹ, và nghĩ về cái cơn bão nó càn quét qua cuộc sống và làm cho mọi thứ nó thay đổi, thì tôi tin rằng là cuộc sống nó sẽ càng ngày nó càng khó khăn hơn đấy. Trong tương lai mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều, không chỉ có bão, một cái cơn bão thực sự vật lý đâu, mà nó còn nhiều những cơn bão khác để mà có thể khiến cho chúng ta luôn luôn phải đối mặt với sự thay đổi. Và đấy là những cái cảm xúc khi mà tôi viết ca khúc này. Và khi mà viết ca khúc này, nghĩ về bản thân tôi, về các con mình và về những đứa trẻ khác khi mà nó mất mẹ, thì thực sự là cũng ứa nước mắt khi mà viết ra ca khúc này. Và sau này thì trong bài hát thì tôi và cháu Mỹ Anh cũng đã từng trình diễn để quyên góp trong năm 2013 trong cái chương trình Miền Trung Yêu Thương, rồi những chương trình khác, bởi vì lũ thì cứ 3 năm một lần đấy, bao giờ nó cũng lại trở lại, và miền Trung lũ sau lại lớn hơn lũ trước. Thì đây là một cái điều mà tôi thực sự rất là chia sẻ với bà con vùng lũ. Và bản thân tôi thì không chỉ có gọi là nói suông hay là kêu gọi suông đâu, trong nhiều năm qua bản thân tôi cũng đồng hành với chương trình Nhà Chống Lũ và đã cùng với Nhà Chống Lũ xây dựng suốt trong nhiều năm để mà xây dựng những cái chương trình hành động dài hơi. Rất là nhiều kiến trúc sư đã nhảy vào, rất là nhiều nhà hảo tâm đã nhảy vào, và cái việc làm từ thiện một cách bền vững, tức là không chỉ cho bà con tiền để họ làm mà phải là đồng hành cùng với bà con. Thế thì tôi thấy là rất là nhiều chương trình từ thiện làm ngay cả khi không có lũ, chứ không phải đợi đến khi có lũ chúng ta mới bắt đầu. Và bản thân tôi thì trong cái tour diễn Mỹ Linh Tour Xuyên Việt của tôi 2018 thì tôi cũng dành 1/2 cái tiền bán vé mà chúng tôi thu được để đóng góp cho Nhà Chống Lũ. Và đây là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là cũng là một cái trách nhiệm công dân, chứ không phải là đợi đến khi có lũ thì bắt đầu mới chạy ào đi để mà làm, thì lúc đó cũng có thể là đã muộn. Nên là chúng ta có lẽ là rất là cần nhiều những cái nhà chiến lược ấy, để có thể hoạch định ra những cái chương trình hành động mà nó mang tính bền vững để bà con có thể đồng hành cùng với lũ, bởi vì lũ nó sẽ trở lại. Nên là nếu mà chúng ta luôn luôn ở cái tư thế bị động thì chúng ta sẽ thiệt hại nhiều. Thế thì tôi tin rằng là nếu mà chúng ta thực sự là có cả tâm huyết rồi, nhưng có cả cái lòng từ bi, nhưng mà lại cộng thêm cả cái gọi là một cái sự chuẩn bị tốt ấy, thì chúng ta sẽ làm cho cái công việc từ thiện của mình nó sẽ có hiệu quả hơn là rất nhiều. Và tôi cũng rất là trân trọng cái thiện chí của tập đoàn Facebook, rồi Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, rồi tất cả các nhà hảo tâm, và nói chung mọi người đã đều chung tay vào để kêu gọi mỗi một cái mùa lũ như thế này. Rất là nhiều người đã quan tâm đến bà con vùng lũ và chúng ta thực sự là đã đoàn kết hơn. Và cảm ơn mọi người vì những cái tình cảm, vì cái những sẻ chia đóng góp thực sự mà mọi người đã dành cho bà con của vùng lũ trong suốt rất nhiều năm vừa rồi. Thế còn Mỹ Anh, với tư cách là một người trẻ, bạn có thể chia sẻ những cảm nghĩ của mình được hay không? Thực ra lần đầu tiên mà em trình diễn bài Cơn Bão cũng phải hơn 7 năm rồi. Cái lần đầu tiên á, cái lần mà 2013 là cũng phải lần thứ 2, lần thứ 3 rồi ạ. Nhưng mà mình nghĩ là hồi đó mình còn rất là bé, cho nên là mình không thể hiểu cái hoàn cảnh và cái hậu quả tàn nhẫn một cách sâu sắc được như bây giờ. Bây giờ mình đã trưởng thành hơn, mình cũng nắm rõ hơn về cái hậu quả tàn nhẫn đó, về những cái hình ảnh của các chị em, của các gia đình đã và các những cái sự mất mát, thì mình cũng mới bây giờ mình mới cảm thấy được cái ý nghĩa của bài hát này đối với mình, cho nên là mình thực sự mong rằng mình có thể đóng góp một cái lời động viên về mặt tinh thần nào đó với bài hát Cơn Bão này. Xin chào quý vị. Mỹ Linh xin thay mặt cho chương trình Chung Tay Vì Phụ Nữ Miền Trung xin kêu gọi tất cả các nhà hảo tâm hãy cùng nhau chúng ta đoàn kết lại và ủng hộ cho những người phụ nữ, những trẻ em gái hiện nay đang rất là chịu thiệt thòi ở tại miền Trung. Họ là đối tượng dễ bị tổn thương nhiều nhất trong trận lụt này. Và bản thân em cũng rất là ủng hộ lời kêu gọi của Facebook và Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, một chương trình mang rất là nhiều ý nghĩa đặc biệt như ngày hôm nay. Và em cảm ơn chương trình đã chia sẻ về tình cảnh khó khăn của những bé gái, em gái ở miền Trung. Và các bạn trẻ cùng Mỹ Anh hãy ủng hộ một phần nhỏ sức của mình để giúp đỡ đồng bào miền Trung nhé.
xin cảm ơn lời chia sẻ của ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh. Đợt thiên tai vừa qua không chỉ gây ra thiệt hại cho nhóm các chị em gái, các chị em phụ nữ lao động mà còn để lại hậu quả cho những chủ doanh nghiệp là nữ giới, cũng như lực lượng công nhân viên nữ ở các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Sau đây, tôi xin kính mời bà Trần Uyên Phương, Phó Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát chia sẻ thêm những suy nghĩ của mình. Cảm ơn chị Mỹ Phương Chi. Thay mặt cho Tập đoàn Nước Giải Khát Tân Hiệp Phát, tôi xin bày tỏ sự chia sẻ và sự cảm thông sâu sắc với những mất mát về đời sống vật chất và cả tính mạng mà đồng bào miền Trung đã phải gánh chịu. Phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã triển khai nhiều chương trình khắc phục hậu quả thiên tai trải dài trên nhiều vùng miền của cả nước, như trợ giúp đồng bào miền núi Tây Bắc hay đồng bào miền Trung hàng năm. Từng phần quà mà chúng tôi mang đến cho mỗi người dân là tình cảm, là trách nhiệm của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Chúng tôi rất mong muốn được đóng góp một phần để chia sẻ hậu quả lũ lụt nặng nề hiện nay tại miền Trung. Do đó, trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều hoạt động hướng về miền Trung, trong đó có chương trình Gala gây quỹ từ cán bộ công nhân viên và các đối tác của Tân Hiệp Phát. Là lãnh đạo nữ của một doanh nghiệp có hàng ngàn nhân viên lao động nữ, tôi càng thấu hiểu những khó khăn và thách thức mà chị em phụ nữ gặp phải trong điều kiện thiên tai bão lũ. Không chỉ với các chị em lao động, gia đình các cán bộ công nhân viên của chúng tôi, mà còn với các chủ doanh nghiệp, đại lý phân phối sản phẩm của chúng tôi trên địa bàn miền Trung, cũng phải chứng kiến công sức và cơ sở kinh doanh của mình đã bị cuốn theo dòng lũ. Tôi mong muốn, thông qua chương trình này, sẽ kêu gọi và nhận được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp nhằm chung tay khắc phục khó khăn cho các chị em phụ nữ miền Trung. Nếu mỗi lao động hay chủ doanh nghiệp nữ được trợ giúp nhanh chóng, họ sẽ thúc đẩy sự phục hồi về kinh tế và xã hội của toàn địa phương khi thiên tai đi qua. Xin cảm ơn Tập đoàn Facebook, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã chung tay đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nỗ lực đầy nhân văn và cũng rất thiết thực này. Và cuối cùng, trong những câu chuyện về nữ giới, ta không thể thiếu được tiếng nói từ cộng đồng nữ trí thức. Sau đây, xin mời bà Phan Thị Thùy Trâm, Ủy viên Thường vụ Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Trí Thức Khoa học Công nghệ Trẻ Việt Nam có đôi lời chia sẻ. Tôi xin chân thành cảm ơn chương trình đã cho tôi có cơ hội được chia sẻ. Thay mặt cho Hội Nữ Trí Thức Việt Nam, tôi xin gửi lời chia sẻ sâu sắc nhất, chân thành nhất đến các gia đình, đến những người mẹ, người chị, người em và các con của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và các tỉnh hiện đang chịu bão lũ cũng như thiên tai hay lũ lụt. Tiếp tục đồng hành với chương trình Nữ Trí Thức đồng hành cùng xã hội, Hội Nữ Trí Thức Việt Nam luôn luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng cũng như các nỗ lực để trợ giúp những khó khăn của người dân. Trong năm nay, Nữ Trí Thức trên toàn quốc cũng đã chung tay phòng chống dịch bệnh Covid dưới sự kêu gọi của chính phủ cũng như người dân. Trước nhiều các khó khăn mất mát của người dân miền Trung đang gặp phải, thay mặt cho Hội Nữ Trí Thức Việt Nam và thay mặt cho giới nữ trí thức, tôi xin kêu gọi cộng đồng và tất cả mọi người hãy cùng nhau chung tay, đồng lòng, chung sức để giúp đỡ người dân miền Trung vượt qua khó khăn này. Đặc biệt, hãy trợ giúp, giúp đỡ cho chị em phụ nữ miền Trung. Tôi xin gửi tình cảm sẻ chia tới đồng bào miền Trung, đặc biệt tới các chị em phụ nữ. Tôi cảm ơn Tập đoàn Facebook, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cùng các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã và đang chung tay giúp sức để cứu giúp cho người dân miền Trung và chị em phụ nữ miền Trung vượt qua cái hoạn nạn và khó khăn này. Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị Phan Thị Thùy Trâm cũng như các khách mời khác của chương trình. Chúng tôi hy vọng chương trình đã phần nào cho chúng ta thấy được những thách thức mà phụ nữ vùng lũ đang phải đối mặt, cũng như những hành động cụ thể mà mỗi chúng ta có thể làm để góp phần giảm bớt gánh nặng mà họ đang mang. Một lời động viên chia sẻ trong phần comment dưới đây, một cái like, cái share để thông điệp này được lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng. Một phần đóng góp bằng tiền hay hiện vật cho quỹ của Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đều có thể tạo nên sự khác biệt cho những người mẹ, những người chị em, những người bạn gái của chúng ta trên dải đất miền Trung. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị và các bạn và xin được khép lại chương trình ngày hôm nay bằng đoạn kết trong bài hát Cơn Bão. Cơn bão khiến cho em thơ dại, từ nay sẽ không có
còn mẹ thương.